sơn nguyên xe nha chị đúng không? Sơn nguyên xe. À. Rồi ok, chào anh em nha. Em mới về em chăm rì, xe đẹp quá. Sơn rin 90% nhưng mà nó bị chảy hết trơn rồi. Cho nên em sẽ sơn lại, sơn quýnh bát lại cho nó đẹp màu. Đó. Thì anh em thấy rồi đó, xe nó cũng xấu, em quay có sao nó vậy. Nhưng mà được cái nước sơn rin, nhưng mà nước sơn rin nó xấu quá thì mình phải sơn nguyên xe rồi. Đó là điều bắt buộc, nó cho nó phải đẹp. Thì em xe này khi mà anh em mua ở bên em lời được cái gì? Lời được thứ nhất là em sơn nguyên xe mới nè. À, 4 cái vỏ mới, một chiếc xe siêu chất siêu cọp, một chủ từ đầu, đăng kiểm còn tới tháng 12/2022, em đang rút hồ sơ xe một chủ từ đầu luôn nha anh chị nha. Gầm bể ốc tán 7 màu, bản 2.4G, xe này đúng chất siêu cọp nha anh chị nha. Anh em nhìn cái gầm còn 7 màu luôn mà xứng giới luôn nè ha. Đó, ốc ác màu mè của cái ti hất lái, ti phột sao còn luôn nè anh chị. Đó, một chiếc xe chất còn phải như thế này, lòng ghè gầm bọng cùng rin đét. Có thể nói là một chiếc xe siêu đẹp nha anh chị nha. Lóc cửa hai chìa khóa luôn, dàn ghế còn rất là mới anh chị ha. Đó, túp ly túp lô rất là đẹp. Xe đúng cho xe cọp, trần nỉ zin theo xe. Anh em nhìn vô lăng là biết xe cọp hay không à. Nhìn vô lăng này ha. Đó, vô lăng zin chưa may và chưa thay. Chạy ô đô chuẩn 246.000 cây so với đời 2004 mà chạy mới có 240.000 thì nó quá hợp lý rồi. 18 năm rồi chạy 240 quá ok ha anh chị ha. Được trang bị thêm màn hình, cũ số còn hãy hiện rõ luôn nè anh chị. Xe chất âm thanh nghe nhạc máy lạnh rất là hay ha anh chị ha. Dòng cam ghi thì nghe nhạc sướng, chạy nó đầm. Phân khúc D mà, chạy sướng á. Thì bên em đang bán cho anh chị mình cái xe như thế này, bán chỉ 225 thôi. Em làm đẹp thì bán 236 nha anh chị nha. Đó. Anh em nhìn cái dàn túp ly đó nè, đẹp ha. Đẹp vô cùng luôn. Nút bấm gương kính chỉnh điện, lốc kính, kính auto, keo chỉ thì rin 100%. Máy thì quá sạch sẽ luôn. Máy này lúc mình mua mình nhờ ông anh đi rửa máy giùm mình, khỏi rửa hắn ABS nè anh chị. Cảm biến oxy còn luôn nè. Máy sạch to. Đó. Một chiếc xe siêu chất. Ây da. Không có một miếng hơi thối luôn nha anh chị nha. Đó. Quá chất lượng ha. Phuộc, ốc phuộc còn 7 màu luôn nè. Xe Camry giờ anh em phải mua xe chất nha. Nếu mà mua xe anh em là mua xe dập thì nó dễ lắm, mà xe dập anh em chạy về tốn tiền dọn chứ gì. Đó. Dấu điện phục đầy đủ hết. Cabo kêu chỉ riêng 100% hết anh chị ha. Đen bọng tới giờ vẫn còn mà. Xe chất cực kỳ, máy sang giới rồi. Máy này quá trời luôn. Chất lượng ha. Xe không lỗi nha anh chị nha. Cam kết xe không lỗi nhỏ luôn. Để mở cái bích sao cho anh em mình xem. Bích sao mở sao ta? Đây. Bốn vỏ mới. Kêu chỉ 100% luôn rồi chị nha. Quá trời đồ trong xe. Bình xịt hơi cay, chữa cháy gì tùm lum hết thôi. Gỡ mạnh cái này. Vỏ si cô mới luôn anh chị ơi. Quá đã. Cái miếng ghe ha. Đó. 2.4 nha anh chị nha. Anh em lưu ý đây 2.4, mắc đời luôn anh. Tháo cản luôn, sơn tháo cản để cản nhìn thấy ghê quá. Trang bị màn hình cam che đầy đủ. Nóc cửa gương kính kính rin luôn anh chị ha. Rồi anh chị em nào ưng nhà mày thì liên hệ cho em ha. Em bán 236 bao dòng đẹp cho anh chị. Cảm ơn anh chị em mà nhiều. Chúc anh em bà con buổi sáng vui vẻ, an lành, nhiều sức khỏe nha. Quá đẹp.